Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bước đầu đã nắm được một số thông tin liên quan đến vụ việc của bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê. Trước đó, Hoa hậu Quý bà Phương Lê đã có hành vi chế lời quốc ca trên livestream khiến dư luận rất bức xúc. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng quốc ca đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại văn bản hướng dẫn số 3420 ngày 2 tháng 10 năm 2012 về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, quốc ca được sử dụng trong các buổi lễ chào cờ tại các công sở, nhà nước, trường học, các nghi lễ sinh hoạt chính trị của đất nước, các đoàn thể, các lễ hội quốc ca, các sự kiện thể thao cấp nhà nước và quốc tế. Do đó, việc sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn trên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 351 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tuy nhiên, Sở cũng cho biết về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính thì hiện nay chưa có quy định cụ thể để xử phạt các hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Theo đó, về hướng xử lý vụ việc, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời làm việc với bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê trong thời gian qua. Mới đây, Đội Quản lý Thị trường số 11 phối hợp với Công an quận Hà Đông đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh tại Hà Đông lưu trữ hơn 1.400 bánh trung thu và 1.200 bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng hóa này đều do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cụ thể, ngày 22 tháng 8 năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 47, ngõ 10, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Hoạt động kiểm tra này nằm trong khuôn khổ kế hoạch số 19 ngày 6 tháng 8 năm 2024 của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2024. Theo thông tin từ Đội Quản lý Thị trường số 11, qua kiểm tra đột xuất tại địa điểm kinh doanh này, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.408 chiếc bánh trung thu và 1.210 bao thuốc lá điếu, tương đương với 24.200 điếu thuốc lá. Toàn bộ số bánh trung thu và thuốc lá này đều do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Bên cạnh việc phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, cơ quan chức năng còn lưu ý rằng các sản phẩm thực phẩm và thuốc lá có nguồn gốc không rõ ràng này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trong thời điểm Tết Trung thu đang cận kề khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bánh kẹo và thuốc lá tăng cao. Việc phát hiện và ngăn chặn các mặt hàng không rõ nguồn gốc này là một phần quan trọng cho công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện nay khi hàng hóa nhập lậu kém chất lượng vẫn đang tràn lan, việc tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng càng trở nên cấp thiết. Trong buổi kiểm tra, đại diện Đội Quản lý Thị trường số 11 cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khác để tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm và thuốc lá. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm tra kiểm soát tại các địa điểm kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm trước và trong dịp Tết Trung thu. Đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Về phía người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi mua sắm, lựa chọn các sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tem nhãn, hóa đơn, chứng từ để bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Đồng thời, người tiêu dùng cần nâng cao ý thức và kiến thức về quyền lợi của mình, chủ động báo cáo các hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Sự kiểm tra và phát hiện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khi mà vấn đề an toàn thực phẩm và hàng hóa không rõ nguồn gốc luôn là mối lo ngại lớn của người dân. Những nỗ lực của Đội Quản lý Thị trường số 11 và Công an quận Hà Đông trong việc bảo vệ người tiêu dùng, ngăn chặn hàng hóa không rõ nguồn gốc, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn đóng góp vào việc giữ vững an ninh trật tự và ổn định thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vừa qua, hai phương tiện thủy đang khai thác cát trên sông Hồng đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Đông Anh bắt giữ với khoảng 600 mét khối đã hút lên tàu. Điểm chung trong nhiều vụ việc từ trước tới nay là các tàu khai thác thường không có kiểm soát, không đăng ký, đăng kiểm, chủ tàu không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản hay trên tàu chỉ có người làm thuê. Để tránh bị xử lý, các đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép thường lợi dụng đêm tối, nhất là những ngày trời mưa gió để thực hiện hành vi vi phạm. Đại diện đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị cũng đã chủ động điều tra cơ bản trên tuyến và địa bàn, tập trung kiểm tra các phương tiện có gắn thiết bị khai thác cát trái phép, bố trí các tổ 24/24 giờ khép kín địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời. Thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với nhiều lực lượng đã bắt trên 20 vụ, giữ hơn 30 phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép. Ngoài gây sạt lở các khu đất bãi bồi, các hệ thống bờ kè mới đầu tư xây dựng, khai thác cát bừa bãi qua nhiều nghiên cứu đều chứng minh là nguyên nhân chính làm biến đổi dòng chảy. Thực tế này ngày càng đe dọa đến luồng lạch chạy tàu trên sông Hồng cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 21 bị can về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng này cùng trú trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các đối tượng bị tạm giam gồm Hồ Bình An, Võ Hoàng Tuấn Anh, Lâm Thị Bích Tuyền cùng về tội tổ chức đánh bạc, Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Hoàng Giang, Lương Thị Thúy Hà, Hồ Lê Linh Phượng và Lê Thị Nga cùng về tội đánh bạc. Quá trình điều tra xác định trước đó vào